Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Ân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi làm hoa khoai tây. Với nguyên liệu là khoai tây thì các bạn cũng có thể cắt tỉa thành nhiều mẫu hoa cơ bản và rất là đẹp bằng những các cái bộ dụng cụ sủi các bạn nhé. Và ngày hôm nay khi mà mình chia sẻ về cái cắt tỉa hoa khoai tây thì mình cũng sẽ xin được chia sẻ một chút về các sản phẩm trà hoa cúc của bên mình và cái công dụng tuyệt vời của trà hoa cúc. Thì cái công dụng đầu tiên của nó đó là giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan và làm đẹp cho cơ thể. Với những cái sản phẩm trà hoa ở mẹ bảo ân.com thì mẹ bảo ân có trà hoa cúc, trà hoa nhài, rồi trà hoa hồng các bạn nhé. Và nguồn gốc trà hoa cúc của mẹ bảo ân thì là nguyên liệu mình được trồng và sấy điện lạnh tại làng Nghĩa Trai, Văn Lâm, Hưng Yên. Hôm nay thì mình cũng chia sẻ đến với các bạn một cái mẫu cắt tỉa hoa cơ bản bằng một cái dụng cụ sủi cơ bản. Thì trong cái bộ sủi này nó chính là bộ sủi cơ bản nhất mà các bạn mà đến học cắt tỉa tại mẹ bảo ân ấy thì các bạn sẽ được học đầu tiên các bạn nhé. Và với cái kỹ thuật để đi dao thì các bạn cũng dùng thêm một con dao tỉa nữa mà bên mẹ Vân cũng có sẵn để các bạn có thể là chưa biết thì chúng ta có thể mua. Hoặc nếu không thì các bạn cũng có thể mua sẵn ở trên mạng cũng được. Các bạn hãy liên hệ với mẹ Bảo Hân để các bạn có thể tìm được cái mẫu dao cho mình phù hợp khi mà bạn mới bắt đầu. Thế còn cái hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy ấy, thì nó là con dao bút. Con dao bút này thì có giá nó khá là cao các bạn nhé. Nó là dòng dao cao cấp, nó có giá trên 1 triệu đồng một con dao như vậy. Thế còn cái sủi mà mình đang sủi đang chia sẻ với các bạn này thì nó không cần phải quá cao cấp. Một cái bộ sủi này nó chỉ có 100 nghìn thôi và nó có đến 7 đến 8 cái dụng cụ để các bạn có thể sử dụng cắt tỉa nhé. Với các cái nguyên liệu để cắt tỉa thì các bạn có thể tận dụng các loại rau củ quả đều có thể cắt tỉa được, và tùy vào khi các bạn chia khối thì các bạn sẽ có thể ra được cái sản phẩm của mình như thế nào. Với cái mẫu cắt tỉa cơ bản nhất bằng sủi thì các bạn quan trọng nhất là các bạn biết kỹ thuật đi sủi. Thứ hai là các bạn biết kỹ thuật đi dao để làm sao tách được cái phần lớp cánh hoa ra. Bởi vì khi chúng ta đi sủi thì nó đã rất là đều rồi, và các bạn nhìn thấy đấy, chúng ta lấy được cánh hoa ra rồi thì còn thì cái phần chúng ta tách tỉa để làm sao ra được cái cánh hoa nữa thôi. Vậy cho nên là các bạn ở những cái mẫu đi sủi thì các bạn sẽ vẫn phải học hai phương pháp nhé. Đó là phương pháp cắt tỉa và phương pháp đi sủi. Thì cái tỉa này thì các bạn phải dùng phương pháp gần như là phương pháp chạm khắc, chứ nó không phải là cái phương pháp trẻ cánh như đối với đu đủ. Đến với mẹbảohân.com thì các bạn sẽ được học hai cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật chạm khắc và kỹ thuật trẻ cánh. Thì mình kết hợp hai cái kỹ thuật này với nhau. Thế cho nên là tất cả những bạn nào học tại mình thì sẽ đều phải học cả hai cái kỹ thuật này nha. Và hôm nay thì bông hoa của chúng ta cơ bản đến phần này là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bông hoa tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Mẹ Bảo Hân nhé.